Bạn vẫn đang lo lắng vì công nghệ chip dường như đang chững lại. Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một bước tiến đáng kinh ngạc. Họ đã phát triển thành công bóng bán dẫn nền bitmap không cần đến vật liệu silicon, một hướng đi mới đầy tiềm năng cho ngành công nghệ. Trong các thử nghiệm, hiệu suất của công nghệ này vượt trội hơn 40% so với bóng bán dẫn silicon 3 nanomet tiên tiến nhất hiện nay. Từ lâu, chip silicon đã là ông trùm thống trị ngành bán dẫn, nhưng khi tiến trình sản xuất ngày càng thu nhỏ xuống dưới 3 nanomet, giới hạn vật lý của silicon bắt đầu lộ rõ, chi phí sản xuất tăng vọt, độ phức tạp leo thang, trong khi việc cải thiện hiệu suất ngày càng trở thành bài toán nan giải. Đúng vào thời điểm này, nhóm nghiên cứu của nhà khoa học Trung Quốc Bành Hải Lâm từ Đại học Bắc Kinh đã bước lên, mở ra một con đường hoàn toàn khác biệt, sử dụng vật liệu bitmap để chế tạo bóng bán dẫn hai chiều. Đây có thể là chìa khóa vượt qua những rào cản mà silicon đang đối mặt. Kết quả thử nghiệm thật sự ấn tượng. Trong môi trường phòng thí nghiệm, bóng bán dẫn bitmap nhanh hơn 40% so với các mẫu silicon 3 nanomet hiện đại nhất thế giới, đồng thời giảm mức tiêu thụ năng lượng xuống 10%. Dù chưa phải là một con chip hoàn chỉnh sẵn sàng sản xuất, những con số này cho thấy tiềm năng to lớn của bitmap trong tương lai. Hãy tưởng tượng, trên đường đua công nghệ khốc liệt, trong khi các đối thủ vẫn đang mải miết tối ưu hóa chiếc xe silicon của mình, các nhà khoa học Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm một mẫu xe mới, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và đầy hứa hẹn với động cơ bitmap được trang bị công nghệ tiên tiến. Chiếc silicon giống như một động cơ cổ điển, mạnh mẽ trong thời đại của nó, nhưng giờ đây tiêu tốn nhiều năng lượng và tỏa nhiệt lớn khi bị đẩy đến giới hạn. Trong khi đó, bitmap có thể được xem như một động cơ thế hệ mới, nhanh hơn, tiết kiệm hơn và mở ra cơ hội cho những bước nhảy vọt trong thiết kế bán dẫn. Sự ra đời của công nghệ này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Trung Quốc trong lĩnh vực chip. Nó không chỉ là một phát minh khoa học mà còn là bước đi chiến lược giúp nước này giảm sự phụ thuộc vào silicon, con đường truyền thống mà ngành bán dẫn toàn cầu vẫn đang bám trụ. Đây có thể là một cú đổi làn ngoạn mục, đặt nền móng để Trung Quốc vươn lên trong cuộc đua công nghệ toàn cầu. Nếu thành công trên quy mô lớn, bitmap có thể mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể cho Trung Quốc, thậm chí thách thức vị thế của các gã khổng lồ như TSMC hay Intel. Dù vậy, để biến tiềm năng này thành hiện thực, vẫn còn một chặng đường dài phía trước, từ phòng thí nghiệm đến dây chuyền sản xuất. Liệu kỷ nguyên của chip silicon có thực sự sắp khép lại, hay công nghệ bitmap sẽ trở thành làn gió mới, đưa Trung Quốc tiến gần hơn đến vị trí dẫn đầu ngành bán dẫn? Tất cả vẫn đang là câu hỏi mở, nhưng không thể phủ nhận, đây là một bước tiến đáng để cả thế giới chú ý.